Thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần, dẫn đầu là chỉ số Hang Seng của Hồng Kông. Thị trường khu vực bị kéo xuống bởi các cổ phiếu vật liệu cơ bản và hàng tiêu dùng theo chu kỳ. Đáng chú ý, lĩnh vực bất động sản cũng chứng kiến sự bán tháo với cổ phiếu của công ty bất động sản Trung Quốc Country Garden Holdings tiếp tục lao dốc sau thông báo tạm ngừng giao dịch 11 loại trái phiếu. Cổ phiếu này cũng gây áp lực lớn nhất lên thị trường Hồng Kông. Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông trượt sâu 1,58%. Chứng kiến Trung Quốc đại lục cũng chìm trong sắc đỏ với chỉ số Shanghai để mất 0,34%. Chỉ số Nikkei 25 của Nhật Bản giảm sâu 1,27%, trong khi S&P ASX 200 của Australia hạ 0,86% và Kospi của Hàn Quốc cũng giảm gần 0,8% khi đóng cửa. Kinh tế Việt Nam đang đối mặt với những thách thức từ bên trong và bên ngoài. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chính phủ cần hỗ trợ tổng cầu thông qua đầu tư công hiệu quả, từ đó tạo việc làm và kích thích hoạt động kinh tế. Đây là nội dung được Ngân hàng Thế giới World Bank đưa ra trong báo cáo điểm lại kinh tế Việt Nam được công bố mới đây. Báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đã chậm lại từ 8% trong năm 2022 xuống 3,7% trong nửa đầu năm nay. World Bank dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm 2023, tức là thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 6,5% được Quốc hội phê chuẩn. Hiện đầu tư công của Việt Nam đã và đang theo xu hướng giảm dần từ 8% GDP trong năm 2011 xuống còn 6% trong năm 2022. Theo World Bank, cần nhiều nỗ lực để đảo ngược xu hướng này, trong đó nâng cao hiệu suất đầu tư công là rất quan trọng để mang lại tác động lớn đối với tăng trưởng GDP. Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ ngắn hạn, chính phủ Việt Nam không nên bỏ qua những cải cách thể chế cơ cấu, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng và ngân hàng, bởi đây là những yếu tố quan trọng đối với tăng trưởng trong dài hạn của Việt Nam. Kết thúc quý 2 năm 2023, theo báo cáo tài chính mới nhất của các ngân hàng, bất chấp thị trường bất động sản trầm lắng, dư nợ cho vay bất động sản tại một số ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, Techcombank đang giữ vị trí đầu bảng với số tiền dư nợ kinh doanh bất động sản lên đến 153.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 33% tổng dư nợ cho vay khách hàng. Trong khi đó, VPBank cho vay cá nhân hơn 88.400 tỷ đồng để mua nhà ở, chiếm 22%. Tại TPBank là hơn 13.700 tỷ đồng, chiếm 7,75% tổng dư nợ cho vay. Còn ở SHB, con số này là hơn 59.400 tỷ đồng, chiếm 14,59% dư nợ tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng so với thời điểm đầu năm. Hết quý 2 năm 2023, tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng gia tăng, việc thanh lý các bất động sản đảm bảo cũng ì ạch. Trên thực tế, thị trường bất động sản đang từng bước được gỡ khó, nhưng mức độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ. Nguồn cung ở tất cả các phân khúc sản phẩm và cơ cấu hàng hóa không phù hợp, nhất là nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. Giao dịch trầm lắng, doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vốn, nhiều dự án bất động sản đang dừng triển khai. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả bước đầu thực hiện một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn. Trong đó có 6 dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư đủ điều kiện vay vốn, chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Theo đó, có 3 chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay là Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành, Công ty Cổ phần Đức Mạnh. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án xây nhà cho công nhân thuê là Công ty Cổ phần Thủ Thiêm Group và 2 chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư là Công ty Cổ phần Đức Khải Tân Bình, Công ty Cổ phần Địa ốc Downtown cũng đủ điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Tổng mức đề xuất vay của các dự án trên là 2.776 tỷ đồng, trong đó dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp là 910 tỷ đồng, nhà ở xã hội dành cho công nhân thuê là 700 tỷ đồng và dự án cải tạo xây dựng lại chung cư là 1.166 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có một dự án cho công nhân thuê của Công ty Cổ phần Thủ Thiêm Group hiện đã được ngân hàng chấp nhận cho vay với số vốn 585 tỷ đồng. 5 dự án còn lại đang làm hồ sơ, hoàn tất thủ tục với ngân hàng để thẩm định và cấp hạn mức cho vay. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy giai đoạn 2023-2025. Trong đó đặt mục tiêu doanh thu du lịch đường thủy trong 2 năm 2023 và 2024 đạt khoảng 300 tỷ đồng một năm. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, sản phẩm du lịch đường thủy được khai thác trên tất cả các tuyến sông Sài Gòn, bao gồm Nhà Bè, Xoài Rạp, Long Tàu.
liên kết Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Long An, Bến Tre và các tuyến kênh nội đô với ít nhất là 10 chương trình du lịch đường thủy, khai thác các chương trình du lịch kết nối từ các cảng biển với các tuyến đường sông. Số lượng khách du lịch đường thủy đến năm 2023 và 2024 đạt khoảng 500.000 lượt khách một năm và tăng khoảng 10% trong những năm tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đón khoảng 100.000 lượt khách quốc tế đến bằng tàu biển. Tổng số phương tiện vận chuyển đường thủy phục vụ khách du lịch đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 200 cano, 100 tàu, thuyền và du thuyền các loại. Đến năm 2030, du lịch đường thủy sẽ trở thành một trong các loại hình sản phẩm du lịch tạo sự khác biệt của thành phố, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Chính sách visa đã được mở. Đây là cú hích rất mạnh đối với ngành du lịch khi chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm. Mục tiêu đón 8 triệu lượt khách trong năm 2023 hoàn toàn có khả năng đạt được nhờ vào động lực tăng trưởng ở mùa cao điểm khách quốc tế và những chính sách thuận lợi mới được thông qua. Đây là chia sẻ của đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ngay sau khi Quốc hội thông qua dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Và những tín hiệu tích cực từ du lịch mang lại cho nền kinh tế năm 2023 cũng chính là nội dung đề cập trong phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Quốc hội đã chính thức thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, điểm mới đáng chú ý nhất là tăng gấp 3 lần thời gian miễn thị thực từ 15 ngày đến 45 ngày đối với công dân một số quốc gia. Nâng hạn visa điện tử lên 90 ngày và khách du lịch được phép nhập cảnh nhiều lần. Đây cũng là cơ hội tốt để các doanh nghiệp xây dựng lại các sản phẩm du lịch, đồng thời tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến sâu vào thị trường quốc tế, kích cầu du lịch để nhanh chóng có được hiệu quả từ chính sách mới. Cho nên các doanh nghiệp du lịch Việt Nam cũng đã chủ động làm việc với các đối tác tại các cái thị trường liên quan, nói về cái chính sách xuất nhập cảnh Việt Nam tới đây nó sẽ như thế nào. Và chúng tôi đã cùng với các đối tác để mà sẽ tính toán, thăm dò cái nhu cầu của các cái thị trường tại điểm đến để xây dựng các sản phẩm phù hợp, có những cái sản phẩm có thể kéo dài ngày hơn, dành cho đối tượng khách là những người già, những người về hưu và có thời gian đi du lịch nhiều hơn. Rồi thì đối tượng dòng một số dòng sản phẩm như là dòng sản phẩm đi điền dã, khám phá văn hóa dài ngày, rồi sản phẩm photo tour mà có thể kéo dài một hai tháng khắp nước Việt Nam. Các chuyên gia du lịch cho rằng chính sách visa cởi mở luôn song hành với sự tăng trưởng của khách du lịch quốc tế. Cụ thể, theo nghiên cứu về tác động của chính sách visa với tăng trưởng khách của Tổ chức Du lịch Thế giới phối hợp với Hội Lữ hành Toàn cầu, nếu thực hiện miễn thị thực thì tốc độ tăng trưởng khách đạt 16%, nếu thực hiện chính sách visa điện tử thì con số này tăng lên là 8% và nếu chỉ có chính sách miễn phí visa thì tăng trưởng khách chỉ tăng 4%. Vì vậy, với các chính sách thị thực được điều chỉnh, bổ sung là những điều kiện lý tưởng thì ngành du lịch hoàn toàn có thể đạt, thậm chí vượt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Chúng tôi tin rằng là qua 6 tháng đầu năm, lượng khách đã lên 5 triệu rưỡi và năm nay chúng ta đạt được 8 triệu lượt khách quốc tế là chắc chắn. Nhưng có điều kỳ vọng của chính phủ và của cả đất nước chúng ta với ngành du lịch thì không phải dừng ở con số 8 triệu. Cho nên các doanh nghiệp cần phải nhận thức rằng chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ làm trên 10 triệu, thậm chí còn 12 triệu thì nó mới có thể tương xứng được với những cái nỗ lực của cả đất nước đối với ngành du lịch. Không chỉ là cái chính sách về visa, về xuất nhập cảnh mà còn hàng loạt các chính sách về thúc đẩy phát triển sản phẩm, hỗ trợ địa phương, xúc tiến, phát triển thị trường. Thì dứt khoát năm nay chúng ta sẽ vượt sâu cái mục tiêu 8 triệu khách quốc tế. Và cụ thể đó là 6 tháng chúng ta đã đạt được gần 6 triệu khách quốc tế. Thế thì chúng tôi kỳ vọng năm nay thì chúng ta phải, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn chúng ta phải đạt được vượt qua con số 12 triệu cho năm 2023, tạo đà cho 24, 25 thì chúng ta sẽ quay lại 18 triệu khách, hy vọng là 2025. Chính sách visa chỉ là điều kiện cần để phát triển du lịch. Thêm vào đó, khi chính sách visa cởi mở hơn thì ngành du lịch phải quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan. Làm sao ngoài việc thuận tiện về visa thì khách du lịch quốc tế còn cảm thấy Việt Nam là điểm đến đáng để khám phá, đáng để ở lại và quay lại. Điều kiện đủ để mà du lịch Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn, còn nâng cao tính cạnh tranh hơn, cũng như là tạo sức hút mạnh mẽ hơn từ các thị trường khách du lịch quốc tế thì cần phải có một loạt các giải pháp đồng bộ hơn nữa. Từ cái việc mà chúng ta phải tạo ra nên những cái sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Thứ hai nữa là chúng ta cũng phải triển khai cái việc mà triển khai công tác xúc tiến quảng bá của chúng ta một cách mạnh mẽ hơn, bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn.
rồi cái công tác quản lý điểm đến của chúng ta, đặc biệt là đảm bảo an ninh an toàn, rồi là những cái chính sách liên quan đến tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch khi đi du lịch tại Việt Nam. Một cái vấn đề quan trọng nữa là chúng ta cũng cần phải đào tạo cái nguồn nhân lực du lịch vừa đáp ứng được yêu cầu về đủ về số lượng cũng như đặc biệt là chất lượng. Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia, tháng 7 năm 2023, Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Đây là tháng đầu tiên kể từ đầu năm 2023, ngành du lịch đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế. Như vậy, sau 7 tháng, số lượng khách quốc tế đã đạt 83% kế hoạch của cả năm. Cùng với chính sách visa được kích hoạt từ ngày 15 tháng 8, nhiều khả năng ngành du lịch sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế. Và vẫn còn rất nhiều dư địa để tiếp tục tăng trưởng khi bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế cuối năm. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12 với chủ đề Nâng tầm tôm Việt cùng phát triển sản phẩm OCOP. Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023 được tổ chức với các hoạt động phong phú, đa dạng như triển lãm, hội chợ thương mại, ngày hội ẩm thực thủy sản Cà Mau, trải nghiệm văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, vui chơi giải trí. Qua đó quảng bá giới thiệu tiềm năng nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ngành tôm Việt Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Đồng thời giới thiệu các sản phẩm, mô hình, kinh nghiệm tiên tiến và kết nối người sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu tôm, thúc đẩy nâng cao sản lượng, giá trị trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Cà Mau là địa phương có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước với khoảng 276.000 ha, năng lực chế biến và sản lượng xuất khẩu đứng đầu cả nước. Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, hàng tồn kho tại các nước nhập khẩu cao, sức tiêu thụ hàng hóa trên toàn cầu còn nhiều bất ổn, khiến nhiều ngành hạ chỉ tiêu xuất khẩu năm nay. Theo đó, Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast vừa đề nghị điều chỉnh kim ngạch xuất khẩu hạt điều năm nay xuống 3,05 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, hiệp hội này cũng đã xin hạ kim ngạch xuất khẩu từ 3,8 tỷ đô la Mỹ xuống 3,1 tỷ đô la Mỹ. Tương tự, nhóm lâm sản dù kỳ vọng xuất khẩu thu về 18 tỷ đô la Mỹ, nhưng giá nguyên liệu gỗ và sản phẩm từ gỗ đang giảm mạnh nên cũng hạ mục tiêu còn 14 tỷ đô la Mỹ. Với thủy sản, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP cho biết đã hạ mục tiêu xuất khẩu năm nay thấp hơn nhiều so với năm 2022. Theo số liệu cập nhật từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, có gần 93% dự án điện tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá, hợp đồng mua bán điện sau hơn 3 tháng đốc thúc. Còn 6 dự án, tổng công suất gần 285 MW vẫn chưa gửi hồ sơ đàm phán giá điện đến EVN. Theo đó, đến nay có 18 nhà máy, phần nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất hơn 952 MW vận hành thương mại, phát điện lên lưới quốc gia. Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp từ thời điểm COD đến ngày 10 tháng 8 khoảng 268 triệu kWh. Mức huy động này tăng gần gấp đôi so với cách đây gần một tháng. Bình quân mỗi ngày, số dự án này góp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 0,4% tổng sản lượng nguồn điện được huy động. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cá nhân, tổ chức, xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí và của toàn xã hội. Theo Bộ Tài chính, với sự phát triển kinh tế xã hội, chất lượng môi trường không khí ở nhiều thành phố lớn, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng giảm, gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và gây thiệt hại cho nền kinh tế cũng như môi trường. Do đó, việc nghiên cứu, xây dựng nghị định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ, kiện toàn hệ thống pháp luật phí, phù hợp với đòi hỏi từ thực tiễn và nhằm từng bước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, xả thải và toàn xã hội. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, kéo dài 4 ngày từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 4 tháng 9. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các sở giao thông vận tải địa phương, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe, có phương án tổ chức vận tải phù hợp, chở đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định, đảm bảo năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, niêm yết các thông tin theo quy định. Đặc biệt, phía trong khoang hành khách của phương tiện chở khách phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng.
Trong phần tiếp theo của chương trình, dự án thả mũi vằn mang Wolbachia sẽ được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh để phòng chống sốt xuất huyết. Cảnh báo nạn săn bẫy tận diệt chim hoang dã, chim yến tại Khánh Hòa. Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 3 thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từ 15 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông đối với xe kinh doanh vận tải. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian gần đây, nhất là đối với xe ô tô kinh doanh vận tải, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra các xe kinh doanh vận tải về các lỗi như vi phạm về quy tắc giao thông, nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải, quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, những giáo án hay thiết kế bài giảng của giáo viên đang được giao bán rất nhiều trong vài năm qua. Trước thềm năm học mới, hoạt động mua bán này đang diễn ra rầm rộ, công khai ở các hội nhóm trên mạng xã hội và đặt ra nhiều lo ngại. Tại các chợ giáo án online, hội nhóm mua bán tài liệu, giáo án được quảng cáo là đúng theo công văn số 5512 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Môn gì cũng có, cấp học nào cũng sẵn, người mua cũng không ít. Trên một số diễn đàn, các tài khoản đăng bài là tặng miễn phí hay trao đổi tài liệu giữa giáo viên. Nhưng thực chất sau đó sẽ đưa ra các mức giá từ vài trăm nghìn cho tới hàng triệu đồng một bộ giáo án. Nhiều người lo ngại việc mua bán tài liệu giảng dạy một cách dễ dàng và công khai có thể dẫn tới những vấn đề về tiêu cực. Hơn nữa, thông tin và chất lượng của tài liệu cũng khó được kiểm chứng. Và cuối cùng, học sinh sẽ là đối tượng tiếp nhận những bài giảng đó. Ngoài vấn đề về chất lượng, việc mua bán giáo án online còn có thể vi phạm luật sở hữu trí tuệ, bởi nhiều trường hợp giáo án chỉ lấy nguyên văn từ các sách giáo khoa và biên tập lại kèm theo hình ảnh minh họa. Để phòng chống dịch sốt xuất huyết, dự án thả muỗi mang Wolbachia đã được triển khai ở một số khu vực có nguy cơ cao, đó là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Wolbachia là một loài vi khuẩn tự nhiên có mặt trong khoảng 60% các loài côn trùng, bao gồm một số loài quen thuộc như ruồi giấm, bướm, chuồn chuồn. Phương pháp Wolbachia là đưa vi khuẩn vào muỗi vằn, sau đó thả về tự nhiên. Muỗi vằn mang vi khuẩn này sẽ giao phối với muỗi hoang dã tại địa phương và giúp truyền Wolbachia trong đàn muỗi, từ đó giúp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh sốt xuất huyết. Phương pháp này đã cho kết quả rất tốt tại các nước khác trên thế giới. Bước đầu các nhà khoa học đã ghi nhận quần thể muỗi mang Wolbachia đang phát triển rất ổn định ở một số khu vực được thả. Theo kế hoạch, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tác sẽ triển khai các hoạt động theo dõi quần thể muỗi được thả tại một số khu vực cho đến tháng 7 năm 2025. Được xây dựng từ năm 2016, chợ dân sinh Lĩnh Nam ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đến nay vẫn chưa một ngày hoạt động, thậm chí nhiều hạng mục đã xuống cấp khiến nhiều tiểu thương bức xúc. Chợ dân sinh Lĩnh Nam có quy mô 3.000m2, gồm khu chợ chính 2 tầng, khu ngoài trời, xây dựng trên cơ sở mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh hiện đại. Theo bố trí, tầng 1 gồm 94 sạp hàng, tầng 2 gồm 75 sạp hàng. Chợ được xây dựng các hạng mục phụ trợ bao gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy, âm thanh chiếu sáng, điện nước, nhà vệ sinh công cộng. Trước đó vào ngày 18 tháng 1 năm 2018, chợ được Công ty Cổ phần Đầu tư Quản lý Chợ Lĩnh Nam chính thức khai trương. Tuy nhiên, theo người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, suốt nhiều năm qua, chợ vẫn chưa đi vào hoạt động. Chính quyền địa phương chưa có phương án tối ưu để mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện tại chợ vẫn đang bị bỏ hoang, nền nhà đã bị bong chóc, hư hỏng nặng, nhiều hạng mục xuống cấp theo thời gian. Trong khi đó, tiểu thương và người dân quanh khu vực vẫn phải giao thương, buôn bán ở chợ Lòng Thuyền dù đã xuống cấp nghiêm trọng. Có diện tích khoảng 210 ha, đầm nước mặn Sa Huỳnh ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là hệ sinh thái để người dân nuôi các loài thủy sản, dẫn nước cho ruộng muối. Thế nhưng nhiều khu vực của đầm đang bị bủa vây bởi rác thải. Tại nơi giao nhau giữa đầm nước và ruộng muối thuộc thôn Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, rác do người dân vứt tấp vào một góc, tạo thành những lớp dày đặc, rộng khoảng 400m2. Người dân cho biết, từ khi nhà máy xử lý rác bị dừng hoạt động, người dân đã vứt rác thẳng ra sông, đầm và biển. Rác bị ứ đọng, bốc mùi hôi thối, làm ô nhiễm nguồn nước nuôi thủy sản. Nhiều ruộng muối của diêm dân gần nơi tập kết rác đã bị bỏ hoang vì quá ô nhiễm. Các ruộng muối đang sản xuất cũng bị ảnh hưởng. Rác thải còn làm ô nhiễm cả nguồn nước sinh hoạt của người dân. Lãnh đạo thị xã Đức Phổ cho biết, trước mắt địa phương sẽ đặt các thùng thu gom, lắp camera giám sát, sau đó chuyển rác đến bãi tập kết tạm thời để đốt. Hiện thị xã đang đầu tư khu liên hợp xử lý rác thải tập trung ở xã Phổ Nhơn nhằm giải quyết các vấn đề về rác thải trên. Trong khi đó, tại tỉnh Bến Tre, liên quan đến sự cố môi trường tại bãi rác An Hiệp, huyện Ba Chi, đến nay mức độ ô nhiễm so với lúc cao điểm đã giảm được khoảng 90%. Trước đó vào ngày 15 tháng 7, một số người dân chặn xe chở rác, không cho đổ tại bãi rác An Hiệp, dẫn đến lượng lớn rác bị ùn ứ ở huyện Ba Chi, Châu Thành và thành phố Bến Tre. Nguyên nhân là vì quá trình xử lý rác tại bãi An Hiệp
không đảm bảo, bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trong khu vực. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã đối thoại trực tiếp với các hộ dân và cam kết trong vòng một tháng sẽ khắc phục tình trạng này. Đến nay đã hoàn thành 100% phủ bạt các ô chôn lấp rác để hạn chế nước dỉ rác, mùi hôi với diện tích phủ khoảng 20.700 m². Đơn vị thi công tiếp tục phủ lớp đất mặt lên các ao chôn lấp đã phủ bạt để hoàn thiện công trình. Đồng thời nước dỉ rác thường xuyên được bơm và dẫn dòng vào ao sinh học, không để tràn ra môi trường bên ngoài. Dự kiến đến trước ngày 17 tháng 8 sẽ hoàn thành việc khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp để vận chuyển rác về xử lý tại đây. Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa phát hiện 60 người dương tính với chất ma túy khi kiểm tra bất ngờ một cơ sở ăn uống giải trí ở số 128 đường Phạm Thanh, phường 5. Trước đó vào rạng sáng ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn ăn uống giải trí 268 Titan do Nguyễn Vĩnh Hưng, 43 tuổi, cư trú tại phường 4, thành phố Mỹ Tho làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, có 95 khách cùng 27 nhân viên đang có mặt tại cơ sở. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 60 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 13 nhân viên của cơ sở. Công ty trên chưa cung cấp được các hợp đồng đối với nhân viên đang làm việc tại cơ sở này. Công an thành phố Mỹ Tho đã lập biên bản vụ việc, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Ia Hợt Hú, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai vào chiều ngày 12 tháng 8, khiến 4 người thương vong. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan Điều tra tỉnh Gia Lai xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do Đinh Tiến Bình, tài xế xe tải mang biển kiểm soát 81H02760 đã vượt ẩu khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô mang biển kiểm soát 81A00470, sau đó tiếp tục tông vào bên trái của xe ô tô mang biển kiểm soát 47C26306 ở bên làn đường ngược lại. Hành vi của Đinh Tiến Bình vi phạm khoản 2 điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Ngoại trừ tài xế Nguyễn Tú Sinh, trú tại phường Ia Krinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai bị thương, 3 người còn lại trên xe ô tô đều bị tử vong, bao gồm trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, sinh năm 1975, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, cầu thủ Paulo Madeira Oliveira, sinh năm 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha, bác sĩ Đào Trọng Trí, sinh năm 1992, trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Những năm gần đây, quần thể chim hoang dã, trong đó có chim yến, có dấu hiệu sụt giảm. Ngoài những yếu tố về biến đổi khí hậu, thiếu hụt nguồn thức ăn do quá trình đô thị hóa, thì nguyên nhân lớn là do nạn săn bẫy chim yến ngày càng gia tăng tại các tỉnh thành, phát triển thành ngành yến xào. Thực trạng này gióng lên hồi chuông báo động về hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nguy cấp đến sự an toàn, phát triển bền vững của quần thể chim yến, làm suy giảm nguồn tài nguyên yến xào tại các địa phương, trong đó có Khánh Hòa. Cột chim yến vào sợi cước, tung hứng lên xuống để chim sợ hãi, phát ra tiếng kêu cứu, chờ cả đàn cùng mắc lưới tàng hình rồi thu hoạch. Đó là chiêu thức tinh vi của các đối tượng săn bẫy chim diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa. Mới đây, theo chân đội chống săn bắt chim yến của công ty yến xào Khánh Hòa đến xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, không chỉ riêng chim yến, chỉ sau một buổi sáng, những loài chim hoang dã khác cũng bị chết thảm như thế này. Con chim thường nó bẫy là sáng sớm. Sáng sớm đến 6 7 giờ sáng là bắt đầu là nó, nếu mà dính thì nó để nó luôn. Nó không tháo để cho chim chết. Rồi chiều lại là khoảng 5 giờ, 4 rưỡi 5 giờ bắt đầu nó bẫy tiếp. Để giăng lưới nó làm. Người ta nói là kêu đây bẫy chim sẻ thôi. Bây giờ chim sẻ chim miếng vô nó cũng bẫy là bẫy nó để bán phóng sanh. Có nhiều số mà chảy chim miến thì người ta làm thịt, bỏ các cái nhà hàng, quán nhậu. Cho nên cũng gặp khó khăn những người chống đối. Thì người ta chống đối, người nói gì mình chống đối thì cũng giải thích cho người ta. Còn mà những người mà chống đối căng á, thì mình kêu chính quyền địa phương, công an tới, thì làm gì chứ họ. Cái thực tế ở đảo là con chim nó làm ra được cái tổ, đang nhỏ. Vào rau này ăn thì nó bị bể bắt và nó về thì cái tổ đó nó sẽ bị hư. Thậm chí có số chim mà con mà chờ mẹ và bắt mồi về nuôi thì chim mẹ đã bị bẫy đi rồi. Thì con chim nó sẽ chết khô trên tổ. Và cái quần thể đàn chim yến là càng ngày nó càng hụt, kéo theo cái sản lượng của chim yến nó cũng hụt đi. Và nó hụt một cách rất là trầm trọng, để cả cái yến nhà cũng vậy, cũng bị bẫy bắt rất là nhiều. Tình trạng săn bẫy, tận diệt chim hoang dã, chim yến rộ lên từ năm 2018 và ngày càng gia tăng trong vài năm trở lại đây. Nhiều nhất là tại các địa phương Nha Trang, Diên Khánh, Khánh Vĩnh và Ninh Hòa. Theo thống kê của đội chống săn bắt chim yến thuộc công ty Yến Xào Khánh Hòa, từ năm 2019 đến nay, đội đã bắt được khoảng 100 vụ, giải cứu và thả về môi trường
trung bình mỗi năm hơn 3.000 con chim yến. Tuy nhiên, số lượng chim chết cũng nhiều không kể. Những năm trước đây, do chưa có quy định của pháp luật cũng như chế tài xử phạt, nên các lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở, tuyên truyền, thu giữ tang vật, chứ không thể xử lý triệt để. Tệ nạn bắt bẫy chim hoang dã, trong đó có chim yến, đã làm sụt giảm quần thể đàn và sản lượng tổ yến thu hoạch của tỉnh Khánh Hòa. Muốn làm được cái này triệt để thì thứ nhất là phải có cái sự phối hợp đồng bộ của các sở ban ngành, nhất là Sở Nông nghiệp, Phát triển nông thôn và Sở Công an, và nhất là cái phòng quản lý môi trường, cảnh sát môi trường đó, rồi cũng như là kiểm lâm để mà ngăn chặn thế này. Và bên cạnh đó là quan trọng nhất là truyền thông đại chúng, báo chí, truyền hình để mà sâu rộng cho toàn dân người ta được hiểu biết là cái này là đã bị cấm và không nên làm cái việc đó. Thì cái đó thì phối hợp đồng bộ như vậy thì chúng tôi mới triệt tiêu được cái tệ nạn bẫy bắt chim yến. Hội thảo khoa học bảo vệ và phát triển quần thể chim yến đảo Khánh Hòa và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ cũng vừa được tổ chức tại Nha Trang nhằm cụ thể hóa công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 6 năm 2023 về tăng cường triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép, quản lý nuôi chim yến và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tổ yến. Trước đó, Nghị định số 14 của Chính phủ năm 2021 cũng đã quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến ngoài mục đích nuôi hoặc nghiên cứu khoa học. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu nghiên cứu thành lập đội thanh tra liên ngành, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Vì vậy, trước mắt các địa phương cần phối hợp nâng cao vai trò giám sát, quản lý địa bàn, tuyên truyền cho người dân ý thức chấp hành pháp luật. Con lửa này may mắn được cứu thoát nhưng cũng đã bị thương nặng. Liệu nó còn cơ hội sống sót khi được thả về môi trường tự nhiên trong mối nguy hại vẫn còn tiềm ẩn? Thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch đầu tuần, dẫn đầu là chỉ số Hang Seng của Hồng Kông. Thị trường khu vực bị kéo xuống bởi các cổ phiếu vật liệu cơ bản và hàng tiêu dùng theo chu kỳ. Đáng chú ý, lĩnh vực bất động sản cũng chứng kiến sự bán tháo với cổ phiếu của công ty bất động sản Trung Quốc Country Garden Holdings tiếp tục lao dốc sau thông báo tạm ngừng giao dịch 11 loại trái phiếu. Cổ phiếu này cũng gây áp lực lớn nhất lên thị trường Hồng Kông. Chốt phiên, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông trượt sâu 1,58%. Chứng kiến Trung Quốc đại lục cũng chìm trong sắc đỏ với chỉ số Shanghai để mất 0,34%. Chỉ số Nikkei 25 của Nhật Bản giảm sâu 1,27%, trong khi S&P ASX 200 của Australia hạ 0,86% và Kospi của Hàn Quốc cũng giảm gần 0,8% khi đóng cửa. Nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với những thách thức từ bên trong và bên ngoài. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chính phủ cần hỗ trợ tổng cầu thông qua đầu tư công hiệu quả, từ đó tạo việc làm và kích thích hoạt động kinh tế. Đây là nội dung được Ngân hàng Thế giới World Bank đưa ra trong báo cáo điểm lại kinh tế Việt Nam được công bố mới đây. Báo cáo cho thấy tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đã chậm lại từ 8% trong năm 2022 xuống 3,7% trong nửa đầu năm nay. World Bank dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm 2023, tức là thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 6,5% được Quốc hội phê chuẩn. Hiện đầu tư công của Việt Nam đã và đang theo xu hướng giảm dần từ 8% GDP trong năm 2011 xuống còn 6% trong năm 2022. Theo World Bank, cần nhiều nỗ lực để đảo ngược xu hướng này, trong đó nâng cao hiệu suất đầu tư công là rất quan trọng để mang lại tác động lớn đối với tăng trưởng GDP. Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ ngắn hạn, chính phủ Việt Nam không nên bỏ qua những cải cách thể chế cơ cấu, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng và ngân hàng, bởi đây là những yếu tố quan trọng đối với tăng trưởng trong dài hạn của Việt Nam. Kết thúc quý 2 năm 2023, theo báo cáo tài chính mới nhất của các ngân hàng, bất chấp thị trường bất động sản trầm lắng, dư nợ cho vay bất động sản tại một số ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, Techcombank đang giữ vị trí đầu bảng với số tiền dư nợ kinh doanh bất động sản lên đến 153.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 33% tổng dư nợ cho vay khách hàng. Trong khi đó, VPBank cho vay cá nhân hơn 88.400 tỷ đồng để mua nhà ở, chiếm 22%. Tại TPBank là hơn 13.700 tỷ đồng, chiếm 7,75% tổng dư nợ cho vay. Còn ở SHB, con số này là hơn 59.400 tỷ đồng. Chiếm 14,59% dư nợ tại thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2023, tăng so với thời điểm đầu năm. Hết quý 2 năm 2023, tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng gia tăng, việc thanh lý các bất động sản đảm bảo cũng ì ạch. Trên thực tế, thị trường bất động sản đang từng bước được gỡ khó, nhưng mức độ tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ.
nguồn cung ở tất cả các phân khúc sản phẩm và cơ cấu hàng hóa không phù hợp, nhất là nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ. Giao dịch trầm lắng, doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vốn, nhiều dự án bất động sản đang dừng triển khai. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả bước đầu thực hiện một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn. Trong đó có 6 dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư đủ điều kiện vay vốn, chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Theo đó, có 3 chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay là Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành, Công ty Cổ phần Đức Mạnh. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án xây nhà cho công nhân thuê là Công ty Cổ phần Thủ Thiêm Group và 2 chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư là Công ty Cổ phần Đức Khải Tân Bình, Công ty Cổ phần Địa ốc Downtown cũng đủ điều kiện vay gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Tổng mức đề xuất vay của các dự án trên là 2.776 tỷ đồng, trong đó dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp là 910 tỷ đồng, nhà ở xã hội dành cho công nhân thuê là 700 tỷ đồng và dự án cải tạo xây dựng lại chung cư là 1.166 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có một dự án cho công nhân thuê của Công ty Cổ phần Thủ Thiêm Group hiện đã được ngân hàng chấp nhận cho vay với số vốn 585 tỷ đồng. 5 dự án còn lại đang làm hồ sơ, hoàn tất thủ tục với ngân hàng để thẩm định và cấp hạn mức cho vay. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy giai đoạn 2023-2025. Trong đó đặt mục tiêu doanh thu du lịch đường thủy trong 2 năm 2023 và 2024 đạt khoảng 300 tỷ đồng một năm. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, sản phẩm du lịch đường thủy được khai thác trên tất cả các tuyến sông Sài Gòn, bao gồm Nhà Bè, Xoài Rạp, Long Tàu, liên kết Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, Long An, Bến Tre và các tuyến kênh nội đô với ít nhất là 10 chương trình du lịch đường thủy. Khai thác các chương trình du lịch kết nối từ các cảng biển với các tuyến đường sông. Số lượng khách du lịch đường thủy đến năm 2023 và 2024 đạt khoảng 500.000 lượt khách một năm và tăng khoảng 10% trong những năm tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đón khoảng 100.000 lượt khách quốc tế đến bằng tàu biển. Tổng số phương tiện vận chuyển đường thủy phục vụ khách du lịch đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 200 cano, 100 tàu, thuyền và du thuyền các loại. Đến năm 2030, du lịch đường thủy sẽ trở thành một trong các loại hình sản phẩm du lịch tạo sự khác biệt của thành phố, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch.